carcinoma. Còn những cái loại khác như là carcinoid, lymphoma, lanh, sarcom, vân vân thì nó chiếm lại khoảng 5% thôi. Về dịch tễ học, đây là một bệnh rất là thường gặp với tỷ lệ như là Pháp khoảng 25.000 ca mới mắc hàng năm, 15.000 tử vong. Ở Mỹ cũng tỷ lệ rất cao, ở Anh. Ở riêng ở Việt Nam thì chúng ta biết là đứng hàng thứ năm sau ung thư ca dạ dày, ca phổi, ca vú, ca vòm. Thì chúng ta biết là ung thư dạ dày ở Việt Nam cũng như những cái nước Đông Nam Á là rất là cao. Về tuổi, thì những thống kê này thì nó ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ từ 30, bắt đầu từ 30 bắt đầu có, mình bắt đầu gặp những cái ung thư đại tràng và tăng cao ở tuổi 40-45. Và người ta cũng cứ thống kê là cứ tăng 10 tuổi thì tần số lại tăng lên gấp 2. Thì là sống càng dài thì càng nhiều bệnh đấy. Mắc cao nhất ở 70. Còn cái thống kê, các thống kê ở Việt Nam thì cao nhất vẫn là ở tuổi 40-60. Thì có lẽ là cái tuổi thọ chúng ta chưa bằng hai nữa. Cái thống kê ở Việt Nam chúng ta biết rồi, nó cũng gọi là tương đối thôi. Đấy, ở Nam thì gặp nhiều hơn. Về sinh mệnh học thì nó cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để cho thấy đấy là nguyên nhân rõ ràng cả. Nhưng có một số những cái yếu tố, người ta gọi là yếu tố về thuận lợi và nguy cơ, về yếu tố địa lý môi trường, về chế độ ăn uống. Chẳng hạn như là người ta thấy là ung thư đại trực tràng nói chung là sẽ gặp nhiều ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ. Trong khi đó thì thấp hơn ở các nước châu Á, châu Phi. Tuy nhiên bây giờ cái tỷ lệ nó cũng tăng thì chúng ta biết rồi, với do nó liên quan tới cái thói quen ăn uống. Chẳng hạn như là trước đây thì người châu Á, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, là chúng ta ăn nhiều, rất nhiều chất xơ, nhưng bây giờ chúng ta ăn thịt, ăn nhiều chất mỡ và các chất khác rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta biết là chất xơ thì nó rất quan trọng trong cái chế độ ăn, và nó làm giảm cái tỷ lệ ung thư đại trực tràng về lâu dài. Thì những chất xơ thì nó sẽ hấp thu những cái muối mật này, các chất gây sinh ung thư và làm thay đổi pH của đại tràng. Đấy, đấy là chất xơ, cái tác dụng của nó. Thì trong chất xơ thì chúng ta cứ tưởng tượng như là nó, chúng ta ăn vào những chất xơ thì nó tạo những cái khối phân, thì cái khối phân này nó sẽ hấp thu những cái chất này, nó như một cái chiếc chổi, nó quét sạch cái ống tiêu hóa chúng ta, vì vậy là rất tốt. Một cái chế độ ăn nhiều mỡ động vật và những người ở cholesterol tăng cao thì cái tỷ lệ ung thư đại tràng cao lên. Một số những cái vitamin ADE nha, chúng ta nhớ ADE, thì nó cũng sẽ giảm nguy cơ ung thư. Do vậy đối với những người bị ung thư và trong gia đình bị ung thư, người ta cũng khuyên là nên uống những cái loại vitamin ADE. Đấy, ADE. Một số những yếu tố nguy cơ khác ở những người càng tuổi càng cao, chúng ta biết trên 50 tuổi, thì đây là cũng là những cái người mà có yếu tố nguy cơ cao. Ví dụ như ở những cái nước mà có điều kiện, người ta tầm kiểm soát được cái bệnh ung thư, thì ta cho là những người trên 50 tuổi là người hay gặp, người ta sẽ gọi là có cái xét nghiệm sàng lọc. Sàng lọc thì đối với ung thư đại tràng, trực tràng thì chủ yếu là người ta tìm máu trong phân. Bình thường thì nó không có, cho nên người ta tìm. Nếu có thì người ta có yếu tố cơ, sau đó người ta tiếp tục người ta cho soi đại tràng. Những người có tiền sử trong gia đình bị ung thư đại trực tràng, đấy, tiền sử bản thân người đấy đã bị ung thư ở những vị trí khác, hoặc là trước đó đã bị, thì có thể nguy cơ bị lại. Những bệnh về polyp post thì chúng ta biết rồi. Polyp post thì chúng ta biết là trong cái bệnh polyp post thì thường là có yếu tố di truyền, nên là yếu tố di truyền trong gia đình. Là vậy, có ai phát hiện ra thì cũng phải anh chị em ruột, bên bố, bên mẹ, anh chị em thì đấy, nếu ở phía bên nào chúng ta phải soi để chúng ta kiểm soát bệnh ung thư. Hoặc là trong gia đình có những bệnh polyp mà có di truyền, có gen di truyền. Đấy, thì chúng tôi cũng đã từng mổ trong nhà gia đình đấy, cũng mổ 10 người liền đấy. Nó không phải polyp post, nó là những đa polyp thôi, mà bị cái, có cái gen di truyền ung thư. Hoặc là những người bị viêm
tiền tiền sử viêm loét đại trực tràng bệnh Crohn thì cái này nó cũng tăng khả năng ung thư hơn là những người đại tràng bình thường. Tia xạ tạo hình vân vân thì những này nó làm tăng nguy cơ ung thư. Về bệnh học, vị trí thương tổn thì ung thư chủ yếu theo thống kê thì ở đại tràng trái gặp nhiều hơn, đại tràng trái gặp nhiều hơn đại tràng phải. Cụ thể ở các vị trí người ta thường gặp là manh tràng đấy, nhưng mà thống kê nó khoảng 16%, đại tràng phải 14%, đại tràng ngang 8%, tức là vị trí này là ít nhất, đại tràng trái 13%, và gặp nhiều nhất là ở đại tràng sigma hay ung thư đại tràng. Thương tổn giải phẫu bệnh thì chúng ta biết rồi, sùi loét thâm nhiễm, vi thể ung thư biểu mô tuyến. Vì cái cách lan rộng của ung thư chúng ta biết là chúng ta thấy là tế bào ung thư khi nó phát triển tại một điểm trên đại tràng thì có thể là phát triển theo chiều dọc, tức là dọc theo ống tiêu hóa, hoặc theo chiều ngang theo chu vi, hoặc là đi xâm lấn di căn đi những cái tạng khác. Vậy có một cái xếp loại ví dụ TNM chúng ta biết là theo cái thành, theo hạch và theo cái di căn hạch bạch huyết đi xa. Bạch huyết đi xa thì có thể theo đường mà hạch, theo đường tĩnh mạch, ví dụ như là đường tĩnh mạch cửa. Thậm chí người ta có cái giả thuyết là u, ví dụ u ở một chỗ vị trí nó lại rơi vào trong lòng ống tiêu hóa, xong nó lại ký sinh ở cái đoạn thấp hơn, có thể có hai cái u, nhưng thông thường đấy là hai cái polyp đối với ung thư hóa trên những trên cái cơ địa đã có bệnh về đa polyp. Về các vị trí hay di căn, chúng ta biết là ung thư ngoài cái chuyện là xâm lấn thành, lan rộng khối u vân vân thì nó có chuyện di căn. Người ta tính như này, cứ khoảng 100 bệnh nhân ung thư thì khoảng 50% phẫu thuật khỏi, chúng ta cứ áng chừng như thế. 5 bệnh nhân sẽ chết vì di căn hạch, 10 bệnh nhân chết do tái phát tại chỗ, 35 bệnh nhân chết do di căn đường máu. Hai cái tạng hay bị di căn nhất đấy là gan và xong đến phổi, xong đến xương. Gan phổi hay gặp là vì lý do chúng ta biết là cái tưới máu của máu sau khi theo cái hấp thu về từ mạch đại tràng về tĩnh mạch, mạch cửa về gan, cũng như là mạch máu theo tĩnh mạch về phổi là cái nhiều nhất, do đó nó mang theo các tế bào và ung thư nó di căn đến hai cái tạng hay gặp nhất, đó là gan và phổi, còn lại là đến xương, đến não và các tạng khác ít gặp hơn. Cho nên trong cái bi lăng chúng ta chẩn đoán như đại tràng bao giờ thường là chúng ta phải tìm xem có di căn gan phổi hay không, thì gan phúc mạc hay không. Đấy. Về lâm sàng, về triệu chứng lâm sàng và các phương tiện để chẩn đoán thì chúng ta biết rồi, cái này thì chúng ta là bác sĩ ta biết rồi, nhưng mà chỉ có một cái triệu chứng mà chúng ta nên cảnh giác với người bệnh, đó là thay đổi thói quen đại tiện và có nhầy máu ở trong phân. Đấy. Thay đổi qua là thói quen đại tiện nghĩa là gì? Tức là bình thường người ta đi ngoài một hoặc hai lần vào những giờ nhất định, và trong phân là phân vàng thành khuôn, không có nhầy máu gì cả. Nhưng bây giờ cái thay đổi cái thói quen, tất nhiên nó kéo dài một vài ngày, một vài tuần mà không phải liên quan đến một cái nhiễm ký sinh trùng hoặc là nhiễm vi khuẩn gì, mà do chế độ ăn, do cái bữa ăn đấy. Bây giờ nó lại đi không yên phân này, lại đại tiện ra nhầy máu này, lại vào những giờ nhất định không theo nhất định này. Đấy, tức là cái thói quen đi ngoài của chúng ta thay đổi và cái thay đổi cái chất lượng phân. Thì chúng ta phải cảnh giác là có thể có một cái polyp, có thể có cái viêm túi thừa, có thể là cái khối u hoặc là đấy. Nhưng mà đặc điểm cái khối u ở bên đại tràng phải, tràng trái thì nó lại khác nhau. Thì chúng ta nó xuất phát từ cái giải phẫu, từ cái chức năng của đại tràng cho đến cái thể thương tổn khác nhau. Ví dụ ở đại tràng phải thì lòng đại tràng rộng hơn, chúng ta biết rồi. Phân thì bắt đầu nó gọi là chất cặn bã, nó còn lỏng, thương tổn này lại hay rơi vào cái thể sùi. Vậy chúng ta hay gặp các triệu chứng ở đây là có thể gặp triệu chứng đau bụng nhưng đau ít thôi, theo kiểu cái triệu chứng của bán tắc ruột. Và cái thể sùi vì vậy nó cũng hay vỡ ra cái khối u như cái súp lơ đấy, nó mất máu mãn tính. Còn lòng đại tràng nó cũng rộng, vì vậy nó cũng không gây tắc ruột, mới gây triệu chứng bán tắc ruột.
Và do cái kéo dài cái quá trình bắn tắc ruột, u mất máu, vì vậy cái thể trạng toàn thân là cũng hay mất máu, mãn tính kéo dài và khối u to mà chúng ta có sờ thấy khi khám bệnh, khám bụng. Đấy, cái để đại tràng phải. Còn đại tràng trái thì nó cũng ngược lại. Nó đại tràng nó hẹp hơn, phân lúc này là cô đặc rồi, thương tổn lại thường là thể phòng phòng nhẫn, thể thâm nhiễm. Do đó là chúng ta hay gặp ở đây bên trái là triệu chứng tắc ruột. Đấy. Các phương tiện để chẩn đoán thì chúng ta biết tiêu chuẩn vàng vẫn là nội soi sinh thiết adenocarcinoma, đấy là ung thư đại tràng, tùy theo các vị trí mà chúng ta chẩn đoán đại tràng sigma, đại tràng trái, góc quan, vân vân. Còn cái phương tiện thứ hai là chụp phúc cảm quang đại tràng, tức là chụp khung đại tràng, chúng ta hay dùng cái từ la vương quang barite LB đấy, thì thấy những hình khuyết, hình tắc cắt cụt vân vân đấy. Nhưng bây giờ cơ bản người ta vẫn là nội soi. Còn các phương tiện nữa để chẩn đoán nữa là chụp cắt lớp. Thì trong những một số những tình huống mà khi bệnh nhân nặng không thể chuẩn bị soi đại tràng được thì chụp cắt lớp với độ phân đối với cái đa gãy thì cũng là một phương tiện để chúng ta chẩn đoán. Và trong trường hợp đấy cũng được chấp nhận, không cần phải nội soi vì nội soi chúng ta không thể thực hiện được. Đấy. Còn những cái siêu âm bụng, X quang ngực chúng ta biết rồi, để tìm di căn ở gan, ở ngực. Và nếu trong bụng nếu không phải là suy kiệt quá, không phải tắc ruột thì có dịch trong bụng, đấy là hình ảnh gián tiếp của di căn phúc mạc. Còn cộng hưởng từ ở đây thì thường được dùng cho là ung thư trực tràng ở những vị trí thấp hơn, trực tràng giữa và dưới. Về các yếu tố tiên lượng bệnh để lựa chọn điều trị thì chúng ta biết nó sẽ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, bệnh ung thư nào cũng thế thôi. Nếu mà giai đoạn sớm thì chữa khỏi đến 90-100%, ví dụ giai đoạn 1, giai đoạn 2 nó phải 80% nếu chúng ta phẫu thuật tốt và điều trị bổ trợ, nó lại đáp ứng hóa chất, vân vân. Chứ giai đoạn 3, đoạn 4 thì chúng ta chữa bệnh nó rất là mất công. Cái thứ hai là dùng rất nhiều những cái, đây điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, chúng ta biết là rất mất công, rồi sau đó lại hóa chất, rồi tế bào đích nó kia. Nhưng mà nếu mà đã giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì nó không ăn thua, tức là tỷ lệ sống sau 5 năm nó dưới 50%, và nếu mà giai đoạn 4 thì nó dưới 10%, rất là thấp. Một cái tiên lượng nữa đó là độ biệt hóa tế bào. Chúng ta biết là thông thường người ta chia là độ biệt hóa tế bào cao, vừa và kém. Thì nó càng biệt hóa cao thì cái tiên lượng càng tốt. Tiên lượng càng tốt. Một cái nữa là cái bệnh ung thư đại tràng có biến chứng hay chưa? Chúng ta biết là nếu mà chúng ta mổ phiên một cái ung thư đại tràng phải hoặc trái mà chúng ta cắt được, thì khi chúng ta mổ có chuẩn bị được thể trạng bệnh nhân tốt, có vết lạo, vết hạch được tốt, cắt nối không có biến chứng, sẽ rõ ràng là hơn trong trường hợp mà mổ tắc ruột. Cái khả năng mổ chuyên đề, khả năng cắt nối ngay nó không được. Và đặc biệt nữa là cái trường hợp vỡ u chẳng hạn, chúng ta biết nó sẽ lan tràn vào phúc mạc, vì vậy tiên lượng cũng không tốt. Về cái mức CA thì CA ở đây nó cũng không phải là một cái chỉ số để chúng ta đưa ra chẩn đoán xác định, mà chủ yếu nó là để tiên lượng và theo dõi. Tiên lượng ở đây nếu mà nó cao thì chúng ta biết là tiên lượng nếu mà cao thì chúng ta mổ đi, sau đó độ 7 đến ngày đến 2 tuần, 1 2 tuần chúng ta xét nghiệm lại hết, mà trong mổ chúng ta tiên lượng là R0, tức là cắt hết tất cả kể cả triệt để về mặt vi thể, thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là cái tiên lượng tốt. Cái thứ hai vai trò của nó là để theo dõi. Theo dõi tức là gì? Tức là sau khi nó đã về bình thường rồi, chúng ta theo dõi sau đó là 6 tháng, 1 năm, hoặc là về lâu dài sau này tự nhiên nó đột nhiên tăng lên, hoặc kèm theo như có những cái triệu chứng nào đấy thì chúng ta phải cảnh giác nguy cơ tái phát. Một cái tiên lượng nữa là trong ung thư đại tràng là ung thư tái phát. Ung thư tái phát thì có nghĩa là thế này, chẳng hạn một bệnh nhân mổ cách đây độ 3 năm bây giờ tái phát. Tái phát ở đây thì với ung thư tái phát thì chúng ta về tiên lượng không thể tốt bằng ung thư một lần đầu mổ nguyên phát. Thì rõ ràng là cái tái phát này thì chúng ta không lường hết là nó tái phát tại chỗ ở đại tràng hay là nó có đã di căn ở chỗ khác hay chưa. Vì vậy liệu là trong cái đợt điều trị này chúng ta phẫu thuật nó hết hay chưa? Bản thân cái phẫu thuật nó cũng đã khó hơn rồi. Một tiên lượng nữa là đương nhiên tình trạng toàn thân khỏe hay không khỏe, để chúng ta tiến hành phẫu thuật như thế nào,
tình trạng toàn thân thì có điều trị được những phương pháp bổ trợ nó hay không, tình trạng toàn thân những cái bệnh mãn tính khác nặng khác chẳng hạn như là COPD hoặc là những cái khác, có chúng ta liệu có thể là bệnh nhân đó rất dễ nguy cơ tử vong do chính là các nguyên nhân này. Về điều trị thì đương nhiên là phẫu thuật ung thư là điều trị phẫu thuật. Đấy. Điều trị phẫu thuật chuẩn bị mổ chúng ta biết rồi. Biết rồi. Các biện pháp ví dụ ung thư đại tràng bên phải thì cắt đại tràng phải. Cái tính cái gọi là phương pháp cắt đại tràng phải, đại tràng trái vân vân, thực ra là chúng ta biết là trong phẫu thuật thì nó đòi hỏi là phải lấy đi khối u và các hạch vệ tinh và có thể lấy những cái nhân di căn. Thì các hạch vệ tinh thường nó nằm theo các mạch máu ở đại tràng, nó chia thành là cái hạch ở thành đại tràng, hạch ở ở cái cung ngay sát thành đại tràng, một là thành này ở sát này, xong hạch ở trung gian và hạch ở gốc nó sát với cái mạch mạc treo tràng trên hoặc mạc treo tràng dưới. Khi chúng ta cắt vết hạch này thì chúng ta thường phải lấy cái mạch tương ứng. Do vậy, cái diện cắt trên diện cắt dưới thông thường chúng ta chỉ lấy khoảng độ 5 đến 10 phân là đủ. Nhưng vì vấn đề vết hạch nên chúng ta thường phải cắt ở đại tràng phải, đại tràng trái. Đối với ở đại tràng trái thì nó tùy cái vị trí. Ví dụ nó nằm ở đại tràng ngang, ở góc gan, à góc góc lách thì chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật cắt đại tràng trái trên, tức là giữ lại cái đại tràng sigma nối với đại tràng ngang phía bên phải. Còn nếu nó nằm ở vị trí đại tràng xuống hoặc sát với đại tràng sigma thì lúc đấy chúng ta lại phải thực hiện cắt đại tràng trái thực sự, tức là cắt đi đoạn đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng xuống một phần đại tràng sigma và nối đại tràng ngang với đại tràng sigma, thậm chí là cắt hết đại tràng sigma nối đại tràng ngang với trực tràng. Đấy là cắt đại tràng trái thực sự. Vị trí nữa là ví dụ ở đại tràng sigma thì nó tùy theo, nó lại ba phẫu thuật có thể thực hiện. Nếu nó nằm ở đoạn nối giữa đại tràng xuống và đại tràng sigma thì phải cắt đại tràng trái. Nếu nó nằm ở đoạn nối giữa sát trực tràng cao, đoạn nối giữa đại tràng sigma trực tràng thì lại phải cắt đoạn đại tràng sigma trực tràng. Còn nếu nằm ở đại tràng sigma thực sự, tức nằm ở cái đỉnh, nếu nó như là cái quai ruột đấy, ở đỉnh đấy lúc đấy chỉ cần cắt đoạn đại tràng sigma thôi. Còn đối với ở đại tràng ngang thì trong đại tràng ngang thì đối ung thư đại tràng nó tóm lại nói chung là cắt đại tràng đoạn đại tràng ngang thì ít được thực hiện. Một là nó di động chúng ta thì cắt thì dễ đấy, nhưng mà cái tính triệt để của nó không cao. Do vậy nếu mà nó hơi nghiêng về phía bên đại tràng bên phải thì thường người ta sẽ cắt đại tràng phải mở rộng sang đấy hoặc đại tràng trái. Đấy. Thì trong các phẫu thuật thì cái đại tràng phải thường là cắt dễ hơn là cái đại tràng trái. Đấy, đại trái là vì chúng ta biết là khi chúng ta thực hiện các đại tràng phải kể cả trong tắc ruột ruột nó giãn hết rồi chúng ta cắt bỏ khối u, tức là lấy bỏ cái đoạn ruột giãn gồm đại tràng ngang, đại tràng lên, manh tràng và một phần đại ruột non thì chúng ta vẫn có thể nối được, người ta chấp nhận là nối cái hồi tràng với đại tràng ngang. Là vì sao? Vì thông thường cái đoạn tắc này chúng ta giải quyết được khá triệt để, nó dồn phân dồn tất cả những cái hơi ra và cắt bỏ cái đoạn ấy đi cùng với u, và chúng ta sẽ lựa chọn rất dễ cái đoạn hồi tràng được nuôi mạch tốt, không quá bị giãn, không quá bị gọi là bở, thì chúng ta nối với ở đại tràng ngang. Đấy, thông thường tắc ruột nên nối bên bên. Đấy. Và một điều quan trọng tại sao đại tràng phải nối được là chúng ta biết là một miệng nối an toàn là miệng nối đấy không nằm trên một cái vị trí ở dưới nó có cái gì tắc. Thì ở đây khi tắc ruột chúng ta biết rồi, đại tràng ngang và đại tràng trái bên dưới rất là sạch. Do đó khi chúng ta nối với một cái phân lỏng và đỡ đợi rằng bên dưới sạch, miệng nối tương đối an toàn. Nhưng nếu ở đại tràng bên trái, mà trong trường hợp tắc ruột, trong trường hợp chúng ta cắt đại tràng trái, chúng ta nên nối cái đại tràng ngang với đại tràng sigma chẳng hạn, thì dè chừng, bên dưới thì thông. Nhưng cái đoạn trên là đại tràng, bản thân nó rất là bẩn, chúng ta sẽ khó mà lấy được hết cái phân ở đấy, nó sẽ làm rất khó lưu thông qua cái miệng nối và bản thân cái phân đấy nó rất là bẩn. Vì vậy trong cái đại tràng trái nó tùy trường hợp chúng ta có thể nối ngay hoặc là phải làm hai thì thứ nhất nó có thể đưa cái đầu trên ra ngoài, sau đó độ 1 tuần 2 tuần chúng ta sẽ cắt nối tiếp, hoặc là chúng ta cắt u ngay thì đầu sau một thời gian sau
Trong trường hợp đấy thường là những cơ thể bệnh nhân không tốt, chẳng hạn những người cao tuổi, những người kèm bệnh mãn tính. Sau khi cắt xong chúng ta chờ đợi thêm để đánh giá hết cái tình trạng của người bệnh, chuẩn bị đại tràng tốt, lúc đấy chúng ta sẽ mổ. Mổ và chúng ta cắt nối. À, chúng ta nối. Và phẫu thuật cũng sẽ điều phụ thuộc vào cái triệu chứng u có biến chứng chưa, của phiên khác, mổ có u có tắc ruột khác, có chảy máu khác, có vỡ u khác. Đấy. Và trong phẫu thuật thì chúng ta biết rồi, ngoài cắt u lấy các hạch và lấy các nhân di căn. Và trong ung thư đại tràng có một cái điều trị được chúng ta biết là, tôi nhắc lại, là điều trị đa mô thức, do đó điều trị hóa chất, là sau đó tùy giai đoạn thường là giai đoạn 1 thì ít, nhưng giai đoạn 2, 3, 4 là thường hóa chất. Về kết quả điều trị và theo dõi sau mổ thì chúng ta biết rồi, trong phẫu thuật nào nó cũng có những tai biến biến chứng của nó, chúng ta biết đấy. Những biến chứng hay gặp sau phẫu thuật đó là gì? Chảy máu, bụng bị nối, tắc ruột. Đấy. Thì nói chung trong đại tràng thì người ta tính cái tỷ lệ tử vong khoảng 2 đến 3% trong mổ có chuẩn bị, đây là tính chung thôi, chứ còn ở bệnh viện Việt Đức và các bạn mổ thì có lẽ nó hạ thấp cái tỷ lệ xuống. Và trong cấp cứu thì cái tỷ lệ này nó tăng lên do chúng ta chưa chuẩn bị được tốt bệnh nhân. Tỷ lệ sống trên 5 năm khoảng 40 đến 50%. Cỡ như thế. Đấy. Cỡ như thế. Vì theo dõi sau mổ thì thấy là tái phát tại chỗ 80% trong vòng 2 năm đầu sau mổ, và di căn xa 50% xuất hiện sau 2 năm. Thì chúng ta biết là cái thời gian trong vòng 2 năm đầu cái tỷ lệ tái phát tại chỗ hoặc di căn rất là cao. Do đó trong cái theo dõi sau mổ người ta cũng đặt ra cái quy trình theo dõi trong 2 năm đầu là cứ 3 tháng phải theo dõi một lần bằng các biện pháp soi đại tràng, chụp cắt lớp, siêu âm, vân vân. Đấy, nhất là khi có triệu chứng. Vì chúng ta biết là trong vòng 3 tháng đầu, trong vòng 3 tháng giả sử có xuất hiện tái phát thì cái u đấy người ta hy vọng là nhiều khả năng vẫn có thể can thiệp chỉ căn được. Do đó cái thời gian, cái quy trình theo dõi sau mổ nó đòi hỏi là nó phải mau hơn. Còn từ năm thứ 3 tháng 5 thì khoảng độ 6 tháng. Và từ trên 5 năm thì người ta cũng đưa ra quy trình nó cũng khoảng 5 năm. Nhưng mà tôi vẫn cứ độ sau trên 5 năm tôi vẫn cứ 6 tháng kiểm tra lại, thì ngoài cái rối loạn này nó còn có những cái khác. Đấy, điều trị, kết quả điều trị sau mổ như vậy. Như vậy là cái bài ung thư đại tràng thì tôi cũng đã giảng những cái kiến thức cơ bản nhất. Rồi, à có ai hỏi gì không? Cái này thì dễ quá rồi, cái này triệu chứng thì thôi, biết rồi. Chúng ta tiếp theo sang bài tiếp theo là bài ung thư trực tràng nhé. Ung thư trực tràng thì chúng ta biết đây là cũng là ung thư rất hay gặp. Đấy, rất hay gặp. Ung thư đại trực tràng rất gặp, tôi biết rồi. Điều trị cũng đa mô thức. Tỷ lệ sống sau 5 năm cũng là tương đối cao. Và đây cái tỷ lệ chúng ta biết là ung thư đại trực tràng nó hơi khác nhau tí. Đây là những cái thống kê mà nó cách đây khoảng độ trên 5 năm. Đấy, 5, 7 năm đấy, về trước. Là vì chúng ta biết là trong ung thư đại trực tràng thì người ta quan tâm rất nhiều đến cái ung thư trực tràng. Là ung thư trực tràng nó liên quan đến chuyện đại tiện. Thế nên là tôi trình bày tí nữa tôi sẽ nói ở bên dưới. Người ta xem cái diện cắt, xem thế nọ thế kia, điều trị rất kỹ để cố gắng bảo tồn cái cơ thắt hậu môn, ống hậu môn. Đấy. Là điều trị rồi thì rất là chuẩn chỉ. Trong khi đi ung thư đại tràng thì nếu mà chúng ta không đặt vấn đề mổ kỹ như là ung thư trực tràng thì thông thường cái mổ nó không triệt để, nó sót lại những cái hạch ở mặt treo, do đó ung thư là rất dễ tái phát. Vì vậy chính cái cách đây khoảng những thống kê trên 10 năm trước trước đây ấy, thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư đại tràng không tốt bằng ung thư trực tràng. Đấy, chúng ta biết cái từ T gọi là TME, tức là cắt toàn bộ mặt treo trực tràng. Thì từ khoảng độ 5-10 năm trở lại đây người ta thấy rằng ung thư đại tràng cũng phải tương tự như vậy, CME tức là cũng phải cắt toàn bộ cái màng treo của đại tràng, tương ứng khi chúng ta cắt cái đoạn đại tràng này đi thì mới lấy được hết những cái hạch, không bỏ sót được, không thể không được bỏ sót.
Về ung thư đại tràng thì nó phẫu thuật thì nó tùy theo vị trí, và người ta cái vấn đề nữa người ta đặt ra đấy là phải bảo tồn cơ thắt hay không. Vì nhiều người chúng tôi cũng đã khám điều trị và cũng đưa ra những cái chỉ định cho người bệnh, nhưng có người người ta không chịu mổ đâu, người ta chịu chết, người ta không chịu mang hộp nhân tạo. Đấy. Đấy, đấy là cái vấn đề bảo tồn cơ thắt người ta rất là quan tâm. Quan tâm. Nhưng trong cái bảo tồn cơ thắt trong ung thư đại tràng nó phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thì tôi sẽ nói sâu ở bên dưới. Về chẩn đoán phân loại. Chẩn đoán phân loại. Ở đây hay người ta nói là những cái giới hạn trong phẫu thuật ung thư trực tràng. Chúng ta biết là cái giới hạn nó như là cái đường biên giới để chúng ta mổ làm sao cho nó an toàn nhất cho người bệnh về phương diện ung thư, về tính an toàn. Alo. Vâng. Ung thư trực tràng có 3 vị trí theo kinh điển, 1 phần 3 trên, 1 phần 3 giữa và 1 phần dưới. Với cái khoảng cách khối u đấy, dưới 6 phân là 1 phần 3 dưới. Đấy là cái tính cách rìa hậu môn đấy nhá. Từ 7 đến 11 phân, 1 phần 3 giữa, và 10 đến 15 phân, 12 đến 15 phân đến 1 phần 3 trên. Thì nó cũng sẽ có tương ứng với ba đoạn này. Khi chuyển những cái này cái chữ nó hơi thay đổi cái phông chữ, thì nó cũng sẽ có những cái triệu chứng khác nhau đối với ung thư ở đại tràng, vị ung thư trực tràng ở vị trí thấp hoặc là cao, hội chứng trực tràng đối với ung thư trực tràng thấp. Chúng ta biết là trực tràng là cái nơi chứa phân và tống phân ra ngoài cùng với cái kết hợp với ống hộp phân, cùng với kết hợp với ống hộp môn. Thì cái hội chứng trực tràng là thế này, tức là chúng ta biết là khi chúng ta đi ngoài vào một giờ nhất định, tức là phân từ đại tràng sigma nó rơi xuống trực tràng, khi đó nó sẽ kích thích cái trực tràng và niêm mạc phần thấp của ống trực tràng và phần cao phần trên của ống hậu môn, cơ thắt hậu môn sẽ mở ra và chúng ta có phản xạ đi ngoài. Đấy, phản xạ đi ngoài chúng ta biết là có tính chất tự chủ hay không tự chủ, và khi đi ngoài chúng ta tống hết phân. Với sự tồn tại của cái khối u liên tục nằm ở trong lòng trực tràng 1 phần 3 giữa và dưới, nó sẽ luôn luôn kích thích vào trực tràng. Vì vậy là bệnh nhân sẽ đi ngoài suốt ngày. Suốt ngày. Tức là đi nó không cảm giác hết phân, đi lại có nhầy máu. Và cái khối u đấy nó lại chèn ép vào cái lòng, nó làm hẹp cái lòng lại. Vì vậy phân nó bị dẹt. Phân bị dẹt. Hình lá lúa hoặc hình gì đấy, tức là do bị dẹt và kèm theo máu. Còn đối với ở ung thư ở trực tràng cao thì chúng ta biết nó nằm ví dụ nằm sát ở sigma thì nó dễ gây ra cái triệu chứng tắc ruột, như là chúng tôi đã nói là ung thư ở đại tràng bên trái nó có thể đấy thì nó sẽ gây triệu chứng tắc ruột. Đấy là các triệu chứng. Với các triệu chứng này thì chúng ta chẩn đoán trong ung thư trực tràng thì dựa vào lâm sàng khai thác thì chúng ta biết là có một cái thăm khám lâm sàng rất là đơn giản mà bắt buộc đối với khi chúng ta chẩn đoán ung thư tràng, đó là thăm trực tràng và soi đấy đại trực tràng để sinh thiết và có thể phát hiện tới 90% bệnh ung thư trực tràng. Vì chúng ta biết là cái động tác thăm trực tràng, cái vị trí thương tổn ví dụ 100 ca nằm ở trực tràng thì đến 70 số ca nằm ở 1 phần 3 giữa và dưới, tức là dưới 10 phân chúng ta thăm trực tràng là thấy và soi chúng ta sinh thiết được. Với các phương tiện để chẩn đoán, nội soi vẫn là tiêu chuẩn vàng sinh thiết. Và bây giờ có các biện pháp đối với ung thư trực tràng 1 phần 3 trên thì người ta sử dụng cắt lớp đa dãy. Bây giờ chúng tôi thường sử dụng 64 dãy, 128, 256 dãy. Còn đối với ung thư trực tràng 1 phần 3 giữa và dưới thì thực ra đối với trực tràng giữa và dưới nó còn đặt ra vấn đề bảo tồn cơ thắt được hay không. Đấy, do vậy là cái chụp cộng hưởng từ MRI đấy rất là quan trọng để chúng ta phân loại vị trí u, giai đoạn bệnh, tiên lượng. Các biện pháp khác có thể sử dụng như là siêu âm nội soi, siêu âm bụng, chụp ngực vân vân để chúng ta đánh giá rộng thêm về giai đoạn bệnh. Yêu cầu chẩn đoán ung thư trực tràng bây giờ thì đấy là lâm sàng vào đúng 1 phần 3 giữa và dưới là chụp cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ
Còn đối với phần 3 trên thì lâm sàng và chụp cả lớp đánh giá khối u, đồng thời cũng đánh giá xem di căn gan và phổi cũng như các tạng khác hay không. Thì trong cái cụm từ chúng ta biết là cũng như lâm sàng, chúng ta thấy đánh giá được vị trí khối u, cái tế bào ung thư đấy loại biệt hóa hay không biệt hóa, nó ở giai đoạn nào, tức là u nó xâm lấn di căn hạch vân vân. Và một cái đánh giá nữa nó gọi là diện cắt vòng quanh trong cái cụm hưởng từ để đánh giá trước mổ, người ta cũng có thể đánh giá được cái độ chính xác của nó cũng độ 80 đến 90%. Vì với cái công thức để chẩn đoán như vậy thì người ta sẽ phân được cái giai đoạn bệnh ung thư trực tràng, đặc biệt là 1/3 giữa và dưới, để người ta xem xét là nên điều trị hóa xạ trị trước mổ xong mới phẫu thuật hay là phẫu thuật được ngay và có cần bổ trợ về sau nữa hay không. Đấy, thì thông thường đối một khối u ở 1/3 giữa và dưới khi đã xâm lấn thành ở giai đoạn T3 trở lên, có di căn hạch hoặc xâm lấn mạch, và trong cái diện cắt CRM đấy, diện cắt chu vi, mà thấy là nếu chúng ta có cắt thì cũng chưa chắc hết, thì phải hóa xạ trị trước mổ đã. Đây là các phương tiện chẩn đoán thăm trực tràng, ta biết rồi, nội soi và chụp cắt lớp. Thì đối với động tác thăm trực tràng thì phát hiện được khối u 1/3 giữa và dưới, đánh giá được vị trí, kích thước với đặc điểm đại thể, độ di động của khối u. Những hạn chế của nó là đối với 1/3 trên thì không sở thấy. Một điểm nữa nó lại mang tính chất chủ quan, chủ quan tức là phụ thuộc các người thăm dò thăm khám và không thể phát hiện được cái chuyện di căn hạch. Các phương tiện chẩn đoán khác như là siêu âm nội soi, siêu âm nội soi ở cho cái đầu dò vào ở trực tràng thì chúng ta sẽ biết là thông thường đối với khối u ở giai đoạn thấp, giai đoạn ví dụ như là biệt T2 thôi, người ta mới đưa được cái ống soi vào đánh giá cái đầu dò vào và đánh giá được khối u xâm lấn thành T1, T2, T3, T4 hoặc là những cái hạch lân cận chính xác. Còn cộng hưởng từ như tôi nói rồi thì đánh giá phân loại giai đoạn ung thư về xâm lấn thành, di căn hạch, xâm lấn tạng và cho biết cái diện cắt an toàn. Diện cắt đây là nó gọi là diện cắt chu vi trong ung thư trực tràng. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ, chúng ta thấy có những cái, đây là khối u nằm trên đây, còn đây là cái phúc mạc, đây là một bệnh nhân nam, đây là bằng quang, còn đây là cái phúc mạc, cái cân đấy, đến đồ đấy ở phía trước này đấy. Còn đây là trực tràng ống hormone, xuống đây là cái mạc treo trực tràng xương cùng cụt, và đây là trên hình ảnh cắt ngang thì thấy đây là phúc mạc ở đây, ở đây là khối u trong cổng hưởng từ nó cũng rất rõ. Đây là trực tràng đấy, ống lòng trực tràng, lớp mỡ dưới da, à chết lớn dưới niêm mạc, lớp cơ vân vân. Còn đây ra là ngoài là lớp mạc treo trực tràng đấy, ở đây là cân mạc treo trực tràng trong phẫu thuật rất quan trọng. Có nguyên nhân di căn ở đây và khối u nó xâm lấn rộng ra thì người ta đánh giá cái cân này, này. Đấy, xem nó âm tính hay dương tính. Dương tính tức là nó sát dưới 1 ly, còn nó âm tính là nó dưới, nó trên một là 1 mm, thì trong trường hợp đấy chúng ta cắt nó mới an toàn. Còn phía trước đây là niệu đạo và tiền liệt tuyến và đây là túi tinh. Đấy, chúng ta thấy trên cộng hưởng từ nếu mà đọc tốt chụp tốt sẽ rõ, ở phía trước là bàng quang, còn nữ thì ở giữa đây nó sẽ là tử cung, âm đạo, vân vân. Đấy, trên cổng hưởng từ. Đây một cái hình ảnh sơ đồ hóa chúng ta thấy. Đây, một cái cổng hưởng từ sẽ đánh giá chỉ rõ là giới u ở giai đoạn T1, T2. Đấy, T1, T2, T3, T4, vân vân, tức là xâm lấn thành. Đấy, đây cái cân mạc treo. Cân mạc treo có bị cái u xâm lấn ra hay không? Các cơ quan lân cận có bị hay không? Các hạch lân cận ở đây có thể không? Vậy trực tràng, trong ung thư trực tràng giữa và dưới bây giờ để có bảo tồn được cơ thắt hay không, thì đối với chụp để chẩn đoán là chụp cộng hưởng từ là một cái phương tiện bắt buộc để đánh giá giai đoạn đấy. Đây là một số hình ảnh ung thư trực tràng. Đấy, đây ví dụ giai đoạn ở T2 khu đây, chúng ta thấy hình ảnh vàng vàng đây này. Đấy, khu bắt đầu nó xâm lấn ra, đây cái cân mạc treo trực tràng đây,
đấy T2, hoặc là sang đây u nó to hơn, u to hơn đấy, u to hơn, và chúng ta thấy bắt đầu nó ra đây rồi, đây là T3 rồi này, T3B này, u nó xâm lấn cân mặc keo trực tràng này, đây là cân mặc keo trực tràng này đấy, và ở đây là hình ảnh nữa là các khối u đấy cân mặc keo trực tràng, nó cũng bắt đầu nó ăn ra ở phía phía trước, nó ăn ra ở phía đây phía trước. Còn đây là ở T4, tức là khi cái u nó đã to ra được rồi thì cái mặt treo trực tràng tôi thấy đây nó to ra đây rồi, còn thậm chí ở đây nó ra phía trước xâm lấn vào phía trước vào túi tinh và tỷ liệt tuyến đấy, T4 cộng hưởng từ. Và gần đây từ năm 2013, tức là cách đây khoảng độ 8 năm, thì Roulier cũng đưa ra một cái cách phân loại cho ung thư, à, chủ yếu vẫn là và dưới. Thực ra những cái này là để làm gì? Để bảo tồn được cái cơ thắt này hay không này này, để chúng ta cắt ung thư đi, chúng ta sẽ nối được đại tràng xuống dưới đây không, để người ta đi ngoài một cách tương đối tự nhiên. Đấy, đây là cái tip 1. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4. Đối với tip 1, đây là chúng ta thấy là cái hình giải phẫu này. Nhá. U ở trên cơ nâng, đây là cơ nâng này. Cơ nâng này, cái đường giới hạn của nó đấy, nằm trên cơ nâng. Thì chúng ta cắt đoạn. Nhưng khi bắt đầu nó ăn vào cơ nâng đây thì chúng ta phải cắt u đi, nhưng để chúng ta thấy cơ thắt trong này phải cắt một bán phần đi, bán phần vẫn giữ lại cơ thắt ngoài, thì chúng ta biết là cơ thắt ngoài mới là cái cơ chủ động do chúng ta điều khiển được từ não, còn cơ thắt trong là cơ thần kinh do thần kinh tự động, do đó nếu chỉ cần giữ cơ thắt ngoài này thì chức năng tự chủ tất nhiên chúng ta phải tập thì vẫn có thể đảm bảo. Còn trong trường hợp bắt đầu nó ăn vào cơ nâng này, nó sát vào đây, thì trong trường hợp này nếu có mổ giữ lại chúng ta phải cắt toàn bộ cái cơ mặc treo nó xuống thấp hơn đấy, đấy chúng ta phải cắt toàn bộ cái cơ tròn trong và chỉ giữ cơ tròn ngoài. Còn trong trường hợp khối u nó ăn vào đây rồi kiểu như thế này thì chúng ta không thể giữ lại được nữa, chúng ta phải cắt cụt trực tràng. Thì chúng ta biết là cái xóa xa xỉ trước mổ nó rất là quan trọng, thì tối khối u nó ăn ra ở T3 xong nó thành như thế này đấy, hoặc là có di căn hạch lân cận N1, N2 đấy, chúng ta thường thấy trong cái phim cộng hưởng từ người ta đọc đấy. Thì trong trường hợp đấy thì một cái phương pháp là hóa xạ trị tiền phẫu nó sẽ làm nhỏ khối u lại, tiêu diệt các tế bào di căn hạch và xâm nhập vào mạch huyết, tức là ví dụ nó đang ở giai đoạn 3 chẳng hạn, hoặc là T3 nó sẽ thậm chí đến 30% nó làm tiêu diệt hết các khối u này, còn lại nó có thể tiêu diệt một phần, đương nhiên là cũng khoảng độ 50%, thì khoảng độ 30% nó chỉ đáp ứng một phần hoặc là không đáp ứng đấy. Thì trong cái xóa dị trước mổ có tác dụng giảm giai đoạn, nó sẽ chúng ta sẽ tăng cường cái, nó sẽ làm tăng cường tăng cái khả năng chúng ta bảo tồn cơ thắt đấy, là muốn cái trong tối ung thư đại tràng giữa và dưới. Trong bảo tồn cơ thắt đây này, thì bây giờ người ta tăng lên, muốn làm tăng lên trong bảo tồn cơ thắt được thì cơ bản vẫn là phát hiện sớm, ứng dụng các phương tiện tôi nói rồi, chụp cộng hưởng từ, siêu âm nội soi, hóa xạ trị tiền phẫu, áp dụng các công nghệ tiên tiến và phẫu thuật viên phải chuyên khoa sâu, chúng ta sẽ cố gắng làm sao bệnh nhân điều trị được ung thư và vẫn có thể bảo tồn được cơ thắt. Nhưng chúng ta biết là sau khi chúng ta có bảo tồn được cơ thắt đối với ung thư da giữa và dưới thì những cái rối loạn sau mổ chúng ta phải biết, khi cắt hết toàn bộ trực tràng có những rối loạn về đại tiện, về tiết niệu sinh dục mà chúng ta cần phải xử lý. Đây là các phương tiện thôi, chúng ta biết thôi, đây là phương tiện cắt nối, nối tận tận, nối bên bên trong mổ nội soi đấy, hoặc nối ống hậu môn vân vân đấy, các giới hạn. Khi bảo tồn cơ thắt thì có những cái chỉ định của nó có khó khăn đối với vị trí, thì đây một va giữa dưới, thể trạng bệnh nhân quá béo cũng là khó bảo tồn, quá béo chúng ta biết là mổ khó, ở nam cũng lại khó là vì cái cung trậu nó hẹp. Cái tỷ ở bệnh nhân trên 65 tuổi tỷ lệ dòng mạch nối nó cao hơn đấy, và nữa là nó tùy thuộc vào cái tuổi bệnh nhân nữa. Nếu ở tuổi bệnh nhân quá cao trên 75, 80 khi chúng ta mà bỏ cắt toàn bộ trực tràng đi, chúng ta nối đại tràng ống hậu môn đấy với cái số lượng đi ngoài và trong những năm đầu
6 tháng đến 12 tháng sau phẫu thuật đấy, nó kéo nó độ 10 lần một ngày. Nếu mà để một người cao tuổi như thế thì ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Cái điều thứ hai nữa là người bệnh có phục hồi lại cái thứ được hay không, nữa là người ta có minh mẫn hay không, đặc biệt là người già. Nếu người ta cao tuổi quá rồi thì cũng không nên đặt vấn đề bảo tồn cơ thắt làm gì cả, bởi vì nó cũng người ta cũng không thể bù trừ được bản thân về giải phẫu sinh lý, cũng như là người ta không đủ minh mẫn để sau những cái tập sau đấy để nó phục hồi lại chức năng tương đối bình thường. Đấy là những cái phẫu thuật để bảo tồn cơ thắt ta biết rồi. Sau phẫu thuật là chúng ta biết đây là một cái thương tổn, thương tổn đây là một cái phẫu thuật sau cái cắt đây rồi, đây cái đường cắt này chúng ta biết cắt đây cũng nối đây, chúng ta biết là cũng sẽ có những cái vấn đề xảy ra chẳng hạn như là những tai biến biến chứng chảy máu thì ai cũng biết rồi cái nguồn có thể chảy máu. Thứ nữa thôi được rồi, cái đấy tôi sẽ nói ở bên dưới cụ thể hơn. Hoặc là tổn thương các tạng lân cận vì cái vùng tiểu khung khi chúng ta phẫu thuật nó liên quan đến cả bộ phận tiết niệu sinh dục và đặc biệt những cái mạch máu ở trong vùng tiểu khung, mạch máu của đá của mạch chậu trong, đặc biệt là cái tĩnh mạch, đặc biệt là cái tĩnh mạch nữa là cái tĩnh mạch trước xương cùng cụt đấy. Cái biến chứng có thể gặp nữa là do miệng nối, hẹp miệng nối. Còn về sau thì có thay đổi chức năng đại tiện, suy giảm chức năng tiện sinh dục chúng ta biết rồi. Chảy máu tại sao? Chảy máu có thể đến là nguồn chảy trong ổ bụng, tức là do chúng ta quá trình thụ tinh chỉ có chảy những cái mạch chúng ta đốt điện, chúng ta cầm máu chảy để phát hiện sớm để xử lý ngay, nếu không thì sau mổ nó sẽ gây mất máu nguy hiểm. Còn chảy máu thứ hai là chảy máu miệng nối, thường ở cái diện giao cắt giữa cái miệng cần đường cắt ngang và cái đường cắt chúng ta làm miệng nối tròn. Đấy. Một cái biến chứng nữa là cái chúng ta nhắc ban nãy là giò miệng nối. Giò miệng nối thì nó có những cái yếu tố nguy cơ, nó từ ngày trước mổ, do tuổi cao, do những người bị bệnh lâu dài mà xưa gọi là suy dinh dưỡng, các yếu tố trong mổ và khi ra chúng ta cắt động mạch vào trong dưới làm cho miệng nối nó căng, vị trí miệng nối nó thấp để đặt trong một cái tình trạng mà sau này nó có áp xe tổn dư chẳng hạn, rất dễ bục. Sau mổ chúng ta không săn sóc tốt, cũng là suy dinh dưỡng, không cung cấp đủ những cái năng lượng về chất dinh dưỡng để gây ra giò miệng nối. Giò miệng nối thì nó sẽ nguy hiểm, có thể gây tử vong, thời gian làm viện kéo dài, chi phí chữa bệnh. Và từ cái giò miệng nối nó cũng gây ra rất nhiều cái hậu quả mà miệng nối nó chạy không tốt. Vì vậy cái mục tiêu để giữ lại cái cơ thắt nó cũng không đạt được. Vì từ đấy nó cũng có thể gây ra hẹp, gây ra cái thần kinh chi phối miệng nối nó không tốt, gây ra giò miệng nối, vì vậy là nó gây rất là phiền cho người bệnh. Hẹp miệng nối thì do sơ hóa ở bên ngoài nó chèn ép vào, hoặc tại miệng nối thì có thể do cái miệng nối, một miệng nối bao giờ nối chúng ta biết là kể cả máy hoặc là khâu sau mổ sau từ 1 tuần trở đi có xu hướng là nó sẽ sơ hóa và hẹp. Đấy. Đây là những cái hormone nhân tạo, phẫu thuật hát man, phẫu thuật cắt cụt thì chúng ta biết. Rối loạn sau phẫu thuật cắt trực tràng thì chúng ta biết là có những hội chứng sau cắt trực tràng, hội chứng càng thấp, rối loạn về đại tiện tự chủ hay không tự chủ, rối loạn về sinh dục tiết niệu, chúng ta phải quan tâm đến những vấn đề để đấy trong quá trình chúng ta phẫu thuật. Đó. Những hậu quả để làm giảm các hậu quả này, ví dụ như là để làm thay thế cái đại tràng, à trực tràng đã cắt đi thì người ta phải tạo hình bằng đại tràng hình chữ Z, nối bằng miệng nối bên tận vân vân, tức là tạo ra một cái túi khi phân nó rơi xuống có chỗ nó chứa. Nhưng kết quả thì nó tùy người, nó tùy theo ở tuổi mà nó có tác dụng hay không. Trong phẫu thuật nữa là cái bảo tồn cái đám rối thình thần kinh trước xương cùng rất quan trọng trong phẫu thuật mổ mở cũng nội soi, phải nhìn rõ định vị nó bảo tồn, chứ không nó mất thần kinh trước đám rối trước xương cùng nó sẽ ảnh hưởng đến cả chức năng đại tiện, chức năng sử dụng tiết niệu. Đấy. Về cơ địa, vì những người trên 70 tuổi liệu chúng ta có cần bảo tồn cơ thắt hay không, những người mà không minh mẫn chúng ta gọi là bị Alzheimer chẳng hạn,
có lẽ là phẫu thuật Hammann, phẫu thuật cắt cụt hoặc là làm một cái hộp nhân tạo tốt hơn. Đấy. Đối với ung thư trực tràng, kết luận là chúng ta cũng phải tùy theo cái vị trí, có những cái triệu chứng, những chỉ định mổ khác nhau và cũng kết quả cũng mang lại khác nhau. Đặc biệt là mà đây tôi nói là vấn đề bảo tồn cái cơ thắt, bảo tồn cơ thắt, bởi vì đây là cái phần thấp nhất của ung thư hóa trong cái ung thư đại trực, ung thư trực tràng. Thì khi muốn bảo tồn cơ thắt thì chúng ta phải đảm bảo là về phương diện cắt ung thư phải triệt để. Thứ hai là cắt triệt để xong rồi cũng bảo tồn được các chức năng đại tiện tương đối tốt, cũng chức năng sinh dục và tiết niệu đối với người bệnh. Đấy, tôi đã trình bày xong bài ung thư trực tràng. Bài thứ ba tôi muốn nói buổi hôm nay đấy là bài thoát vị bẹn. Thoát vị bẹn thì chúng ta biết rồi, bài này thì nó cũng đơn giản thôi. Thoát vị bẹn thường gặp với tỷ lệ như thế này, theo thống kê nó khoảng từ 100 đến 300 người mắc trên 100.000 dân, nam và trẻ dưới 1 tuổi hay gặp, và lại người trên từ trên 55 đến 85 tuổi cũng hay gặp. Thì chúng ta biết nó ở hai thái cực, tức là trẻ con nó là thoát vị bẹn bẩm sinh, chúng ta biết rồi. Hai nữa là ở nam thì là trẻ nó còn ống phúc tinh mạc, nó dễ gặp cái xuất vị chéo ngoài bẩm sinh. Còn người trên 55 tuổi thì chúng ta biết là bắt đầu càng già càng yếu, cơ thành bụng nó yếu, lúc đấy nó sẽ gây ra những cái thoát vị. Và thoát vị ở người già, người cao tuổi hay gặp là thoát vị trực tiếp về phẫu thuật. Phẫu thuật thì có hai loại, những cái phẫu thuật là bằng dùng mô tự thân hoặc những mảnh ghép. Về nguyên nhân chính chỉ là còn ống phúc tinh mạc, chúng ta biết là trẻ em nam dưới 1 tuổi còn ống phúc tinh mạc. Thứ hai là lớp cân cơ mạc ở thành bụng bị yếu, khi tuổi cao sức yếu nó yếu đi, với một cái áp lực ở trong thành bụng thì nó dần dần nó sẽ đẩy ra, khi chúng ta hoạt động mạnh, đi lại nhiều, làm động tác mạnh thì nó sẽ qua cái lỗ đấy gây ra thoát vị. Đấy, để tôi thuận lợi cũng như vậy. Triệu chứng lâm sàng chẩn đoán thì chúng ta thấy là tương đối dễ, tương đối dễ nhưng cũng dễ nhầm lắm. Tôi biết là người ta mô tả một cái đau tức ở vùng bẹn bìu. Đấy, hoặc là ở nữ thì đau tức ở vùng bẹn ở bên phải, bên trái, hay gặp ở bên phải hơn. Theo thống kê ấy, của chúng tôi ấy, thì nó khoảng độ 60% lại bên phải, khoảng độ 30-40% bên trái, khoảng 10% thì lại bị cả hai bên. Còn khám chúng ta biết rồi, khi bệnh nhân cho đứng dậy dặn ho thì chúng ta thấy có một cái khối nó đi theo cái thần kinh ở nam đấy, hoặc là ở nữ chúng ta nhìn theo cái nếp vẹn để đi dưới. Thì đây chúng ta phải chẩn đoán là thoát vị bẹn hay là thoát vị đùi, thì lấy cái nếp bẹn chúng ta biết, nên là chúng ta biết là nếu thoát vị ở bên dưới nếp bẹn, tức là cái dây chẳng bẹn ở dưới, thì thoát vị đùi hay gặp ở nữ, còn nam thì nó thoát vị bẹn là chính. Một số trường hợp thì cũng đã mổ nhầm, chẩn đoán nhầm thoát vị bẹn, nhưng nó lại không phải như vậy, nó là cái năng nữ thần kinh, tức là nó không phải là một cái ống nó chạy hẳn từ trong ổ bụng đi xuống dưới vùng tinh hoàn, mà lại teo ở trên, ở dưới tạo thành cái nang hoặc là cái hạch. Đấy. Chúng tôi cũng đã phải mổ những bệnh nhân và cũng gọi là phải vỗ về những bệnh nhân cũng đã được các bác sĩ mổ là thoát vị bẹn, sau đó người ta tái phát, chính người ta bắt đền, người ta còn lôi cả đưa cả công an đến đe dọa cơ, mục đích để bắt đền. Nên chuyên trong cái chẩn đoán chúng ta phải rất thận trọng. Chúng ta sẽ dựa thêm là nữa là các cận lâm sàng, đặc biệt là siêu âm chụp cắt lớp nữa để chúng ta xem. Thì trong cái thoát vị bẹn thì nó có thể là bình thường, bị nó co lên co xuống, nhưng có trường hợp bẹn nó gây nghẹt, mình nghẹt chẳng hạn. Nghẹt thì chúng ta cũng trong vòng 6 tiếng chúng ta phải mổ, nếu không thì cái chèn ép vào cái mạch máu nó gây ra hoại tử ruột. Thứ nữa là có những cái loại nó cũng gây nghẹt, nhưng mà loại nó lại là Richter ấy, tức là nó chỉ bán phần thôi, nó xuống nó cứ gây triệu chứng bắt tắc ruột. Nếu mà chúng ta không phát hiện nó sẽ hoại tử cái bờ tự do của ruột đấy, nó cũng gây nghẹt. Đấy là thoát vị nghẹt. Một cái thoát vị nữa, người ta một cái dạng nữa là nó bị
người ta hay cứ chẩn đoán thế nghẹt, nhưng nếu cái mạc nó lớn nó xuống thôi, nó không phải là cái tạng ống tiêu hóa, nó kẹt ở dưới, đặc biệt là cái mạc nó lớn ấy, nó gọi là kẹt ở dưới, mà mổ có khi thậm chí là chúng ta lấy ra khoảng 500-700 gram cái mỡ, nó mạc nó lớn nó xuống đấy, nó trong hợp đấy là kẹt nhá, chứ không phải là nghẹt. Nghẹt khác, kẹt khác. Đấy, chẩn đoán phần mềm chúng ta nói rồi, những cái u máu, những cái hạch u mỡ, cái nang thần kinh ở đấy, hoặc những bất thường giãn tĩnh mạch thần kinh. À, cái giãn tĩnh mạch thần kinh đây cũng có nhiều người do cái giãn này chúng ta lại chẩn đoán thư vẹ, cũng phải cẩn thận, không chúng ta cứ mổ thư vẹ cái giãn tĩnh mạch thần kinh không khỏi đâu đấy, cho nên là nó phải có cái siêu âm để có đánh giá nó một cách tổng quát để chúng ta sửa bỏ sai sót vậy. À, nữa là cho cái tinh hoàn lạc chỗ. Tinh hoàn lạc chỗ ở đây thông thường thì nó nằm ở trên cao, nó nằm ở trên thần kinh hoặc trong ổ bụng. Đặc biệt là nếu mà nó nằm ở trên thần kinh này, trong mổ chúng ta có thể xử lý ngay. Nhưng nếu nó nằm trong ổ bụng mà chúng ta lại cứ mổ, sau này nó ung thư hóa cái tinh hoàn là rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Đấy. Những cái tụ máu khác như chấn thương, lich ở đấy thì ít gặp thôi. Thì cái biến chứng nó bị kẹt tôi nói rồi, thường là mạc nối lớn nó kẹt dưới, nghẹt mà do cái ống tiêu hóa nó xuống thắt chặt vào, phải mổ sớm nếu không gây hoại tử. Đặc biệt là thoát vị đùi, đùi là trên là cung đùi, dưới là một cái cung nó gây nghẹt. Phương pháp mổ thì điều trị bằng mổ dùng tự thân. Tự thân tức là chúng ta chả đưa cái gì vào cơ thể, chỉ mấy mũi khâu thôi, tức là khâu khép những cái cân lại trong cái khe, cái lỗ hổng đấy, cái khe đấy chúng ta khép vào, nó không có một cái khoảng lỗ nữa để cái ruột hoặc là cái tạng trong bụng xuống, ví dụ Bassini, Sundai, mặc vây vân vân. Trước đây thì thường phải dùng phương pháp này vì những cái mảnh ghép chúng ta chưa được sử dụng nhiều hoặc chúng ta chưa có. Bây giờ thì người ta phương pháp dùng mổ mảnh ghép nhân tạo, cứ mảnh ghép bằng Poren, hoặc là người ta dùng nhiều những cái mỏ ghép hỗn hợp chẳng hạn, nó vừa là hữu cơ vừa vô cơ, để làm sao mảnh ghép nó mềm, nó thích nghi với cơ thể, không bị đào thải. Thì người ta có thể mổ nội soi, mổ nội soi có thể đi từ đường trong ổ bụng ra và ở ngoài ổ bụng, kiểu gì thì cũng đặt cái tấm lưới ở ngoài phúc mạng. Còn một phương pháp hay được sử dụng là mở lecter stent, đấy là cũng mổ như là thoát vị bẹn trong Bassini, nhưng mà chúng ta đặt cái mảnh ghép vào đấy. Đấy, thực chất là để làm cho nó khỏe cái lỗ đấy và khâu cái lỗ thoát vị và làm tăng cường cái sức sức bền của cái thành bụng bị yếu trở lại. Tai biến và biến chứng. Tai biến thì chúng ta biết rồi, mổ cái gì tai biến. Nhưng những tai biến đặc thù trong mổ thoát bẹn là thương tổn mạch, thần kinh và các thành phần của bao thoát vị chúng ta biết rồi. Cẩn thận khi thoát vị nghẹt, chúng ta mở ra không cẩn thận cắt vào ruột đấy. Có người phẫu tích thì cắt cả vào bàng quang đấy. Và chúng ta mổ ấy, chúng ta phải bảo tồn những cái lưu ý những thần kinh mạch máu, nếu không nó mất cảm giác ở vùng đấy, thương tổn những mạch nuôi dưỡng tinh hoàn ở dưới đấy, làm thắt cả vào, buộc cả vào những ống dẫn tinh ở đấy, làm cho vô sinh người ta, nên là rất là cẩn thận. Và biến chứng về lâu dài, di chứng chẳng hạn chúng ta thắt vào những cái mạch nuôi dưỡng tinh hoàn, sau này nó nghẹt, nó mới teo lại tinh hoàn đấy, thì người ta phải ghép tinh hoàn, thì chắc có lẽ chúng ta có hai viên mà chúng ta phải cho người bệnh để người ta ghép vào đấy thôi. Đấy, cho nên phải thận trọng những cái biến chứng như vậy. Cái biến chứng sớm thì bao giờ trong phẫu thuật biến chứng đáng sợ nhất hay gặp nhất đấy, chảy máu. Chảy máu thực ra là trong quá trình chúng ta phẫu tích cái thần kinh nên phẫu tích ra có những mạch máu chúng ta đốt, thì chúng ta cầm máu nó không kỹ, kẹp kẹp nó cầm tạm thời, xong nó như cái ấm tích ở cái vùng bẹn bìu ấy. Đấy, còn trong mổ nội soi nó cũng có những biến chứng vùng nguy hiểm, vùng an toàn gì đấy chúng ta cẩn thận. Viêm phúc mạc, à, viêm phúc mạc đây là chúng ta xơi vào ruột, hoặc là chúng ta thoát vị nghẹt, chúng ta mổ, chúng ta lại khi mổ ra qua ruột nó tụt vào bụng mà chúng ta lại chủ quan không đánh giá hết, sau độ 5-7 ngày sau nó hại tử ra, nó gây phúc mạc. Nhiễm trùng viêm mổ, nhiễm viêm mổ trong thoát vị bẹn cũng là một vấn đề, nó không như nhiễm trùng những viêm mổ khác. Vì chúng ta biết là nhiễm trùng vết mổ trong mổ thất vị bẹn, kể cả mổ lấy mảnh tự thân, 80-90% là thất bại. Vì chúng ta định khâu vào với nó bung ra thì chỉ chúng ta phải lấy ra, thì làm sao mà ấy được. Cái điều thứ hai, nhiễm trùng mà chúng lại đặt một cái mảnh ghép vào, nhiễm trùng mảnh ghép thì bắt buộc phải lấy mảnh ghép ra, cùng mổ thất bại.
nó khác với nhiễm trùng của chỗ khác, cho đó những cái mổ thôi bị vẹn là phải tuyệt đối vô trùng. Những di chứng tái phát đấy, chúng ta biết rồi, tái phát thì là mổ không đúng. Thì chúng tôi cũng có mổ, là có mổ lại, cũng có trường hợp tái phát mổ cách đấy 3 tháng 6 tháng 1 năm chả thấy phẫu tích vào ống mẹ gì cả, chỉ khâu khâu mấy đường khâu ở ngoài, thậm chí là còn ở bên ngoài cái cân cơ chéo chéo lớn đấy, tức là chưa hề phẫu tích được đúng. Hai nữa là tái phát nữa là do kể cả chúng ta đặt cái mảnh ghép, cái tỷ lệ tái phát đặt mảnh ghép nó cũng lên đến 1% đấy, 1% là vì chúng ta đặt một cái mảnh ghép này cuộn lại, nó cuộn lại, nó không bịt kín cái lỗ thoát vị, nó không tạo ra một sự vững chắc ở thành bụng. Thứ nữa là tái vào một cái di chứng nữa là cơn đau mãn tính thùng bẹn, ở đây chúng ta rạch nhiều, đốt nhiều, nó ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh ở đấy. Khi các tế bào thần kinh ở đấy chúng ta biết rồi, nó không có chi phối tốt nữa, sờ vào ở nước ngoài ấy, có những trường hợp nếu có người ta đến bắt đền ấy, là vì chả có cái gì cả, chỉ có cái bây giờ chúng ta thấy tê ở đấy và sờ ở đấy nó không sướng nữa, thế là người ta bắt đền. Đền cách nào? Đền cách nào? Đấy. Và những cái di chứng về tinh hoàn, về thường tinh chúng ta biết rồi, thắt vào thường tinh dẫn đến vô sinh, tinh hoàn thì nó teo. Đấy. Còn những cái rối loạn khác, hội chứng rối loạn phóng tinh, vô sinh, thực ra thì cái gì gặp hết đấy. Đấy, cho nên là mổ cái gì nó cũng phải rõ ràng, thận trọng chúng ta mới an toàn được. Đấy, xin cảm ơn, tôi đã trình bày xong 3 bài. Có bác sĩ nào hỏi thì tôi sẽ trả lời. Còn nếu không hỏi thì chúng ta kết thúc bài học hôm nay và xin cảm ơn các bác sĩ đã theo dõi. Ôi, xin cảm ơn nhé. À, bây giờ các anh bật loa lên để tôi chào một câu bye bye nào. Dạ vâng, vâng. Em chào thầy ạ. Trao đổi sau đi. Chào anh Đạt, anh.